Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một chương trình góp nhận tóc cần nem nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình mở link form nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng join kênh group follow kênh seller nha các bạn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi và ủng hộ kênh mình nha các bạn. Thật lòng mà mình cũng cảm ơn các bạn thiệt. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Thì mình cũng không biết làm sao, mình chỉ tìm mình cũng không biết được dự án nào về là không về các bạn. Mình chỉ biết lấy nguồn góp uy tín cho tất cả các bạn thôi các bạn. Rồi tiếp tục cùng link form các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow kênh Telegram seller nữa các bạn. Thì là một dự án các bạn không có thể nào mà ăn liền được đâu các bạn. Thường thường là 2 tháng mấy, 2 tháng. Thì trên kênh channel của nó các bạn thì việc follow thôi các bạn. Nem iDrop nè các bạn. Rồi các bạn follow xong thì các bạn mới đập lên nha các bạn. Các bạn mở lên form tiếp tục thì Twitter thì các bạn follow từ và tweet nha các bạn. Thì mình vào tweet follow đi các bạn. Rồi Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn mới đập lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy cái hashtag là tên token là nem các bạn. Bạn copy cái hashtag này các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn vào đây các bạn tự quyết nha các bạn. Nó không người cầu tan những người bạn thì thôi nha các bạn. Này medium bạn ơi. Thì trên tờ Twitter ở trên tờ Twitter minimum tạo một liên kết bằng liên kết này. Sử dụng tweet xử lý cái tweet đã hoàn thành. Thôi thì nhiệm vụ minimum này các bạn bỏ qua nghe mà. Các bạn chỉ biết gì copy cái hashtag nem này các bạn tạo một tweet bằng liên kết này. Các bạn copy cái liên kết này nghe mà. Các bạn copy nguyên cái hashtag này luôn nghe mà. Rồi các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn vào Twitter lên nha các bạn. Rồi tất cả các bạn việc like nè các bạn. Các bạn trích dẫn như Twitter nha các bạn. Minimum là một cái trang truyền thông tài liệu thôi mà các bạn. Nó cũng phá IP mà. Rồi các bạn xóa mấy dòng chữ này các bạn. Chừa chữ nem thôi các bạn. Rồi các bạn gì bấm vào tờ quyết nha các bạn. Sau khi tờ quyết xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn mở cái link form lại nha tất cả các bạn. Tạo một tờ quyết bằng cái này bỏ đi. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn vào các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì xử lý. Tiếp tục thì bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Nó cầm memo của bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì một cái liên kết đến tại Twitter của bạn. Thì các bạn mở địa chỉ tại Twitter của bạn ra nha bạn. Con này chạy trên nền tảng Ethereum nha bạn. Hiện tại giá của một token ETH trên 2.000 đô các bạn. Rồi bạn qua cho tờ quýt sẽ trả lời nữa các bạn. Phải các bạn, cái bài nãy mình tờ quýt nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tờ quýt này các bạn. Các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn dán vào đây các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ERC20 trên chiếc chocolate nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ ETH mình nè các bạn. Như vậy đặt dạo này vào ETH này các bạn. Các bạn nhập vào sao chép này các bạn. Rồi tất cả các bạn mới đắp lên. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục đã hoàn thành các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ việc bấm gỡ thôi các bạn.
các bạn đừng có chuyển qua tiếng Việt nha tất cả các bạn. Đôi khi tiếng Việt các bạn chuyển qua tiếng Việt nó lỗi các bạn, nó có thêm dấu là tất cả các bạn tôi cần nó sẽ không phong phó nghe tất cả các bạn lưu ý cái điều này các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ nữa các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tôi cần em đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.